và đẹp. Bộ đèn này có tên gọi là đèn LED trang trí phòng khách gia đình sang trọng. Mẫu đèn này có thể sử dụng tốt cho không gian từ 15 đến 30 mét vuông. Nó được sử dụng bóng LED 7 màu nên rất là tiết kiệm điện và dùng rất là bền, phù hợp để mọi người mua trang trí cho phòng khách gia đình hoặc là trang trí ở những sảnh nhà hàng tiệc cưới khách sạn 5 sao. Nó sẽ mang lại một không gian rất là đẹp và sang trọng. Đèn có rất là nhiều kiểu đổi màu, kiểu chạy bóng rất là đẹp. Đèn có chế độ cảm ứng đêm nhạc và chạy auto tự động. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế trên showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa VOL1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.